Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình về ông dân biểu ở tại khu vực của New York, George Santos. Bây giờ đó bị báo chí họ phanh phui ra đầu tiên là về cái gia thế của ông, là bởi vì ông tự nhận đó ông là có ông ngoại là gốc người Ukraine mà còn là gốc người Do Thái nữa. Thì như chúng tôi thưa đó là ông không hề nói được cái last name mà gốc người Do Thái là cái gì cả. Chỉ biết là ông bà ngoại của ông này đó là Paolo Di Voda. Thì ngay lập tức báo chí đó, với lại bây giờ họ có những cái website mà chuyên về gia phả đó thưa quý vị, thì họ track ra họ với lại những cái người mà chuyên về di truyền học, phía đài CNN họ nói là họ tìm được cái nguồn gốc của cái dòng họ Devolder là xuất xứ là ở bên Brazil thưa quý vị, và họ nói là họ không hề thấy có một cái nhánh nào mà rẽ sang phía châu Âu cả, mà ở Ukraine rồi sau đó Belgium, rồi họ cũng nói là họ không tìm được giống như là truyền nhân nào của cái dòng tộc này mà đã từng lấy một cái last name, trước đó có một cái last name nào đó, thì họ nói họ không tìm thấy. Thì bây giờ đó có thể nói là cho giống như là benefit of the doubt, nghĩa là có thể là ông ngoại của ông này sau khi mà đến Brazil rồi nhiều khi lại đi ngược về Belgium chẳng hạn, thì nhưng mà họ nói là họ ông này khi mà họ đặt câu hỏi để mà đưa cái bằng chứng để mà support cho cái đó thì ổng lại không hề đưa được. Và thứ hai nữa là về cái vấn đề học vấn và kinh nghiệm làm việc của ông ta, thì như ông ta nói đó thưa quý vị, là ông nói là ổng sinh ra là ở Queens và từ nhỏ đến lớn là lớn lên ở Hoa Kỳ, và theo học thứ nhất là trường đại học Bronx ở New York và sau đó là University ở New York, hai cái trường. Nhưng mà khi mà phía New York Times á, họ đi tìm hai cái trường này thì cả hai trường luôn không hề có hồ sơ của sinh viên nào trên tên là George Santos đã tốt nghiệp ở hai cái trường này. Nhưng mà có một cái chi tiết, đó là phía New York Times họ tìm được là cái khoảng thời gian mà từ năm 18 cho đến năm 20 tuổi đó, ông nói là ông đang học ở Đại học New York, thì ở Brazil, tại vì cha mẹ ông này là ở Brazil thật sự là có địa chỉ vân vân, thì họ phát hiện là có một người tên là George Santos cùng cái độ tuổi ở đó đã từng phạm cái tội là ăn cắp check của người khác thưa quý vị, đã bị truy tố. Nhưng mà phía tòa án địa phương ở Brazil đó, khi mà đưa lệnh triệu tập người này thì đến cái địa chỉ đó không tìm ra ông ta, cho nên cái vụ án đó bây giờ vẫn không có bị bắt. Thì ông này ông không có, bây giờ giống như bây giờ người ta nói là nghi ngờ là cái George Santos ở Brazil là chính là ông này, nghĩa là ông cũng nói láo là ông đã từng sống ở Brazil rồi, nhưng mà ông lại nói là ông sinh ra lớn lên ở Hoa Kỳ, chưa bao giờ đi về Brazil cả. Và thứ hai nữa đó là liên quan đến đó là cái chuyện mà học vấn đi, bây giờ hai cái bằng đại học bây giờ không biết có hay không, và đến cái chuyện mà lập ra cái công ty làm việc, thì ông này đó sau khi mà ra tốt nghiệp ra trường, ông nói là ông có tốt nghiệp đại học, ông nói là ông làm việc cho Citigroup, làm trong cái department gọi là quản lý bất động sản của Citigroup. Thế nhưng khi mà đi tìm người phát ngôn của Citigroup đó, thì thứ nhất họ nói là
không có cái hồ sơ của nhân viên nào tên George Santos. Và thứ hai nữa là cái department quản lý bất động sản cho khách hàng á, City Group, họ đã không còn cái department đó vào năm 2005 nữa rồi. Mà ông này ông nói là sau khi mà ông tốt nghiệp đại học, nghĩa là khoảng thời gian năm 2016-2017 gì đó thưa quý vị, là nghĩa là cũng không có nữa, nói láo nữa. Và thứ hai nữa khủng khiếp là ông này ông nói là ông có một cái công ty gọi là Devoter Organization thưa quý vị, quản lý cũng như là tư vấn đầu tư cho khách hàng. Nhưng mà cái công ty này đó, báo chí họ đi tìm hiểu là có ghi danh gì hay không thì không thấy có website gì hết. Nhưng mà vào năm 2020 đó thì ổng khai là ổng có cái nguồn thu nhập lên đến 750.000 Mỹ Kim từ cái công ty này. Và ổng nói là ổng quản lý 80 triệu tiền vốn lưu động của cái công ty. Nhưng mà bây giờ cái công ty này có thật hay không, và cái tiền lương 750.000 đó của ổng nó như thế nào thì báo chí họ không có verify được, tại liên quan đến hồ sơ thuế cá nhân. Chưa kể là thêm một cái vụ nói láo nữa, ông này cái gì ông cũng nói được hết trơn á. Kinh khủng luôn. Là trong một cái cuộc phỏng vấn với đài địa phương đó thưa quý vị, ổng nói là quý vị còn nhớ cái vụ xả súng ở Orlando, cái club mà cho người đồng tính Pulse đó. Ông nói là ông có 4 nhân viên bị chết trong cái vụ đó. Nhưng mà New York Times họ đi tìm tất cả giống như là tư liệu của 49 nạn nhân trong cái vụ đó thì không có ai mà giống như là có làm việc mà ghi là liên quan đến những cái công ty mà dưới cái tên ông này. Tại vì ông này ông nói là ông là có hai cái công ty thế này thế nọ thế kia, thì 49 nạn nhân không có ai ghi là họ làm việc cho hai cái công ty đó hết, thì lại chứng minh một lần nữa nói láo. Và cuối cùng là ông nói là ông có thành lập một cái tổ chức phi lợi nhuận gọi là Friends of Pets United. Để mà, và ổng dùng cái đó như là bằng chứng khi mà ra tranh cử cái chức dân biểu đó, là ổng là người làm việc thiện nguyện từ nhiều năm rồi, yêu thú vật. Thế nhưng khi mà New York Times đi tìm hồ sơ là có cái tổ chức này register là bất vụ lợi hay không thì không tìm thấy thưa quý vị. Cái đó chưa hết, nãy giờ Thảo Uyên nói chỉ là bên phía bề mặt thôi. Và chúng tôi theo dõi câu chuyện này trong 2 ngày nay, càng nghe thì càng thấy khủng khiếp. Nói láo như cội, và anh là một người đồng tính cho nên dẻo miệng, đi tới đâu nói tất cả những cái gì hiểu biết, dựng chuyện lên hết. Và đó là lý do Santo thuyết phục được cử tri Đảng Cộng Hòa mới đâu. Đảng Dân Chủ, bên phía Đảng Dân Chủ, cái ứng viên á, hôm nay ông họ xuất hiện, họ nói những cái chuyện này chúng tôi đã phanh phui ngay từ cả năm trước. Và chúng tôi đã cung cấp không biết bao nhiêu dữ kiện, nhưng mà cử tri không tin. Và khổ nỗi thưa quý vị, ngay cả người đồng tính rồi cử tri dân chủ độc lập đó cũng bỏ phiếu cho George nữa. Cho nên ông thắng lớn. Và họ nói lần đầu tiên cái khu vực ở New York này xưa nay nó là màu xanh. Đột nhiên cái lần này nó chuyển sang màu đỏ. Mà ông là người đồng tính, mà ông là đại diện cho Đảng Cộng Hòa nữa. Thế thì bây giờ ngày hôm qua đó thì có rất nhiều các người dân họ phẫn nộ sau khi họ biết thực sự, mà trong số này là cử tri Đảng Cộng Hòa, họ bị phỉnh một cách khủng khiếp luôn. Cái điểm đáng chú ý đó là vì làm người đồng tính, rồi những cái vấn đề về tranh chấp hồ sơ đó, lẽ ra đó giới truyền thông ở đây họ phải là người tiên phong trong cái việc điều tra Santo. Ấy vậy mà họ không làm gì hết. Chắc có lẽ là họ sợ điều tra rồi đụng đến vấn đề người đồng tính hoặc là... cho nên họ không chịu điều tra. Chứ nếu mà có những cái bài viết mà lên án trước ngày bầu cử giữa kỳ vừa rồi đó, thì chắc có lẽ là đã không, cái ghế này đã không rơi vào tay của Đảng Cộng Hòa. Bây giờ đang chuẩn bị các vụ kiện. Cái khó ở đây đó là hồ sơ đã có nộp lên tòa án mà chưa biết họ có thụ lý hay không. Bởi vì liên quan đến lời nói dối, lời gian dối thì khổ đó quý vị. Không có gây hại cho ai hết, chỉ vấn đề tinh thần. Tôi bực quá, tôi bị lừa. Nó liên quan tới phiếu bầu mà. Quý vị tin mà quý vị không đi tìm hiểu sự thật thì ráng chịu, quý vị đã lỡ bỏ phiếu cho người đó rồi.
tòa có thể là không thụ lý cho đến khi nào phải chứng minh được George Santos có những hành vi lừa đảo nhằm trục lợi. Thì hành vi đó như thế nào? Cái câu chuyện này còn dài, nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.